Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong chương trình hướng dẫn thiết lập quảng cáo AdWords, giúp các anh chị đưa quảng cáo của mình lên công cụ Google AdWords để bán hàng, để tiếp thị, để truyền thông, để tìm kiếm khách hàng. Và bài học tiếp theo ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu về tổng quan về cái công cụ AdWords trong cái phần tài khoản quảng cáo. Thì các bài học trước thì tôi đã nói về lý thuyết, nói về các cách thiết lập rồi. Thì cái bài học này thì tôi sẽ nói chi tiết về cái giao diện của một cái chiến dịch quảng cáo, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ truy cập vào địa chỉ adwords.google.com, đúng không ạ? Thì tại cái địa chỉ này thì chúng ta sẽ đăng nhập vào, đúng không ạ? Chúng ta bấm vào bắt đầu ngay thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Tất nhiên là cái giao diện này là cái giao diện mà các bạn đang nhìn trên máy tính của tôi ấy, là cái giao diện của một cái tài khoản quảng cáo AdWords đã được thành lập, đúng không? Cái video trước thì tôi đã hướng dẫn cách thành lập rồi. Và các bạn cũng đừng chú ý đến cái giao diện của tôi, nó cũng khác với các bạn một chút, bởi vì nó có một số những cái thông báo là quảng cáo không chạy, rồi chiến dịch không chạy, bởi vì là cái tài khoản này là chuyện tôi chuyên đi dạy và làm show mẫu thôi. Cho nên là tôi có một cái thẻ thanh toán tôi đã đưa vào đây và tôi để nó ở cái chế độ không có tiền, hết hạn, vân vân. Thế nên là mình cũng đừng quan tâm. Còn về tính năng, về cách thức thì là nó sẽ giống nhau hết các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen với giao diện AdWords. Thì ở phía bên trên các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có là tab trang chủ này, tab chiến dịch này, tab cơ hội này, tab báo cáo này, tab công cụ. Thì những cái công cụ như là Google AdWords hay là Facebook thì họ luôn luôn là sử dụng cái tính năng gọi là phần mềm nền web. Tức là đáng nhẽ là chúng ta phải download một cái phần mềm AdWords về máy để chúng ta mới chạy được. Thế nhưng mà các hãng này thì họ tích hợp cái công cụ này ngay trên website của họ. Vì thế chúng ta không phải cài bất cứ cái gì cả, chúng ta học xài nó luôn. Thì thực ra về mặt bản chất chúng ta đây chính là chúng ta học sử dụng một phần mềm. Nhưng mà rất ít người Việt sử dụng nó, cái thuật ngữ là phần mềm. Và chúng ta thường nói là công cụ AdWords hay là kênh quảng cáo AdWords, đúng không ạ? Hay là đi học quảng cáo AdWords, thế là không học gọi là sử dụng phần mềm. Nhưng về mặt bản chất nó chính là phần mềm nền web các bạn nhé. Vâng. Thế thì cái đây các bạn nhìn thấy đây, các bạn bấm sang tab trang chủ đi. Thì nó sẽ gồm những cái thông tin. Đấy, nó gồm những cái thông tin mình chạy những cái gì như nào, đúng không ạ? Đấy. Và mình có quyền là đặt cái này là tab mặc định. Đấy, thay vì là tab chiến dịch. Thông thường thì tôi sẽ để tab chiến dịch là tab mặc định, đúng không? Tôi vào Google AdWords một cái là nó sẽ ra ngay cái tab chiến dịch của tôi. Bởi vì cái thông tin đây thì tôi thấy nó cũng không cần thiết lắm. Đó. Thứ hai là sang cái tab chiến dịch. Thì các bạn nhìn thấy là trong chiến dịch thì nó chia ra rất nhiều các cái tab nhỏ hơn, đúng không ạ? Chiến dịch này, nhóm quảng cáo này, cài đặt này, quảng cáo này, tiện ích mở rộng này, video từ khóa, đối tượng, nhắm mục tiêu, video, thứ nguyên, mạng hiển thị. Đấy. Rồi thì tất cả các chiến dịch đã xóa hay đã bật, vân vân. Phân đoạn, đúng không ạ? Mình có chia ra không? Thời gian, mạng, loại nhấp thiết bị thử nghiệm, bộ lọc. Thì mình có thể phin ấy. Mình lọc các chiến dịch đã bật hay các chiến dịch không hoạt động, mình lọc ra để mình theo dõi chiến dịch. Cột, đúng không ạ? Mình có thể tùy chỉnh các cột, thêm hay là bớt các cột thông tin. Đây, cột thông tin là như nào? Dưới này người ta gọi đây là cột thông tin. Là column, nó có các cái cột, đúng không ạ? Có rất nhiều cột. Và chúng ta phải học cách hiểu nó, đúng không ạ? Vâng. Rồi thì đây là các báo cáo, download, tải xuống các bản báo cáo. Ví dụ như là sau này các bạn chạy quảng cáo cho mình hoặc là chạy quảng cáo cho khách hàng, thì các bạn sẽ download những cái bản báo cáo xuống để làm gì? Để mình xem thông số hoặc là mình gửi cho khách hàng của mình. Đấy. Đấy, mình có thể đo lường các cái hiệu suất cạnh tranh. Đấy. Chỉ số Gmail cái gì, đúng không ạ? Vâng. Thế thì ở bên trái này nó chính là các cái chiến dịch mà mình đã và đang chạy, đúng không ạ? Tôi test mẫu rồi, tôi đi dạy cho trung tâm dạy nghề Thanh Xuân, một cái trung tâm rất là lớn ở Hà Nội, cho nhân viên họ sử dụng AdWords, sử dụng Facebook để tuyển sinh. Đấy, thì cái đây cũng có cái mẫu, đúng không ạ? Rồi thì cách đây lâu lâu thì tôi cũng đi dạy cho trường FPT Poly, cao đẳng FPT Poly, họ cũng tuyển sinh khá là nhiều trường, họ cũng
thuê tôi dạy để giúp mà sử dụng công cụ này để tuyển sinh. Và như vậy là tôi giới thiệu sơ lược thôi nhé, tôi giới thiệu sơ lược. Đấy. Trong từng cái tab này nó sẽ hiển thị ra những cái thông số, đúng không ạ, nhóm quảng cáo mình có những nhóm gì. Đấy. Cài đặt cái chiến dịch như thế nào, đúng không ạ, mình có thể cài đặt ở đây. Đấy. Hoặc là đến phần quảng cáo, đúng không ạ, thì đấy là mẫu quảng cáo gì, từ khóa nào. Đấy. Chấp thuận hay từ chối, vì sao từ chối, đúng không ạ, vân vân, nó có lý do, đúng không ạ, mình có thể sửa. Tiện ích mở rộng thì là gồm mình đã chạy những cái tiện ích gì, đúng không ạ. Video thì mình cũng sẽ xem là mình chạy trên YouTube như thế nào, đúng không ạ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây thì tôi cũng có làm mẫu một số cái thôi, làm mẫu, đúng không ạ. Từ khóa mình đang chạy là cái gì thì ở đây nó sẽ hiển thị cho chúng ta ra hết, đúng không ạ. Đối tượng đây chính là audience, tức là cái người xem quảng cáo đấy. Mình cũng có thể sử dụng remarketing hoặc là không, đúng không? Đây, riêng nói về đối tượng thì bao giờ người ta cũng sẽ có phần tiếp thị lại, phần nhân khẩu học. Đấy, mình có thể chọn các đối tượng ở trong này. Ví dụ như nhân khẩu học là cái gì? Tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, đúng không? Thì cái đấy gọi là nhân khẩu học. Mình có thể chia các cái điều kiện giới tính hoặc là phân đoạn ra. Đấy. Mình nhìn thấy không ạ? Có rất là nhiều. Để mình có thể mình tắt những cái chiến dịch. Bình thường là khi mà mình chạy thì là mình đặt chiến dịch là nó sẽ chạy tắt cho mọi người. Bởi vì nó không phân định là ai, đúng không ạ? Cứ miễn là sử dụng Google để tìm kiếm là được. Thế nhưng mà nếu mà mình muốn giảm cái tuổi đi, ví dụ như là bạn bán một cái sản phẩm như là xe hơi, thế thì rõ ràng là cái nhóm tuổi từ 18 đến 24 là cái nhóm mà có thể nói là rất là khó để mua xe hơi vì chưa có tiền, đúng không? Thế thì mình có thể tắt chiến dịch của cái nhóm này đi. Thế mình sẽ bắt đầu chạy từ nhóm 25 đến 34 chẳng hạn. Đấy, tôi giả sử như thế. Nhóm mục tiêu theo video thì cái này là mình chạy trong cái phần chiến dịch quảng cáo video thì chúng ta sẽ bàn sau, đúng không ạ? Mạng hiển thị, cái này là liên quan đến GDN, Google Display Network, là chúng ta chạy mạng hiển thị. Chúng ta sẽ đo lường là bao nhiêu nhấp chuột, tỷ lệ CPC, CTR là bao nhiêu, đúng không? Cái những cái thông số này buổi trước tôi đã giới thiệu rồi, thì video này tôi sẽ nói lại một chút. CPC trung bình là giá trung bình cho một lượt click, CTR là giá là cái tỷ lệ nhấp, đúng không? Click to rate hiển thị là bao nhiêu lượt, CPM trung bình là giá của 1.000 lượt hiển thị. Đấy, chi phí, đúng không ạ, vân vân vân, thì nó sẽ thống kê hết cho mình ở đây. Nhưng mà tiếc là tôi chưa chạy nên mình sẽ không thấy. Ok, và tôi xin hướng dẫn sử dụng phần mềm thôi. Xong, về cơ bản như vậy tôi đã hướng dẫn rất là cơ bản cho cái tab chiến dịch. Dưới này thì cái dòng bên dưới này cũng còn rất là nhiều tab nữa thì mình có thể xem, được chưa ạ. Mình sẽ sang cái tab thứ ba là tab cơ hội. Tab này thì giúp cho chúng ta phân tích là cái cơ hội mà chúng ta đang làm liệu nó có tốt hay không. Đấy, tất nhiên là Google nó sẽ đánh giá giúp mình. Và mình thì thường rất là ít để ý đến cái tab này, bởi vì mình sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để mình chạy. Và cái kinh nghiệm của mình cũng khá là tốt, đúng không? Đấy. Đấy, cái tab cơ hội nhá, mình có thể kiểm tra đo lường một số những cái trong cái quá trình mình chạy, mình xem. Nó tức là nó phân tích cho mình cái cơ hội rằng là nếu như mình chạy cái chiến dịch này thì liệu có được hay không được. Thì cái đấy nó gọi là cái khái niệm là tab cơ hội bạn nhé. Vâng. Thứ tư là tab báo cáo. Tab báo cáo thì tất cả các cái bản report, đúng không ạ, về các chiến dịch. Đấy, mình có thể là xem ở đây, đúng không ạ, mình lọc ở đây. Đấy, mình nhìn thấy, đúng không ạ, có bảng, có biểu đồ thanh, tức là cột đấy, đúng không ạ, biểu đồ tròn, bánh đấy, pie chart, đúng không, nó sẽ phân tích hết cho mình. Đấy, rồi thì báo cáo được xác định là theo chiến dịch, theo nhóm, theo thời gian, theo chuyển đổi, theo địa lý, theo từng nhãn nếu mà mình đặt, được chưa? Thì mình có thể lọc các cái bảng báo cáo này một cách rất là chi tiết, bởi vì Google nó cung cấp cho mình rất là nhiều cái cách để mà mình xem cái bản báo cáo nó hoàn thiện các bạn nhé. Vâng. Đấy, hoặc là mình lọc, mình có thể tạo ra các bộ lọc. Đấy. Hay mình tìm kiếm các bản báo cáo ở đây.
Được chưa? Ẩn các bản báo cáo cũ đi, đúng không ạ? Thêm các bản báo cáo mới vào đây hiển thị, đúng không? Đấy. Thế thì mình sẽ xem, được chưa? Mình sẽ xem hết ở đây thì nó sẽ loát ra cho mình. Đấy, các chiến dịch mình tạo, đúng không ạ? Mình tạo. Nó cho phép mình làm như thế. Đấy, thì mình sẽ xem từng cái chiến dịch một, đúng không ạ? Vâng. Đấy là những cái cách mà Google nó sẽ tùy biến cho mình. Chúng ta sẽ học cách sử dụng nhé. Vâng. Ok. Sau đó thì mình có thể download những cái bản báo cáo này dưới các định dạng khác nhau. Download về để mình mở ra, mình xem, mình thống kê, mình phân tích và mình gửi cho khách hàng. Cuối cùng là cái tab số 5 là tab công cụ. Các bạn hết sức lưu ý nhé, là đây là tôi đang giới thiệu tổng quan về giao diện của Google AdWords, chưa đi chi tiết vào việc là ok chạy như thế nào, tùy biến như thế nào, vân 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 vân. Các bạn hiểu chưa ạ? Thì cái công cụ ở đây ví dụ như là nó có lịch sử thay đổi. Là lịch sử thay đổi là cái gì? Là lịch sử thay đổi tức là cái quá trình mình chạy một cái chiến dịch mình đã thay đổi như thế nào, đúng không ạ? Nó cho mình thống kê hết tất cả các lịch sử đấy. Rồi đo lường chuyển đổi, đúng không ạ? Đo lường chuyển đổi thì mình sẽ mở cái tab chuyển đổi trong công cụ. Tab phân bổ, tab Google Analytics, đúng không ạ? Và tab Google Merchant Center. Thì công cụ Google AdWords cung cấp cho khách hàng rất nhiều các công cụ bổ trợ để các nhà quảng cáo, những khách hàng mua quảng cáo của Google ấy, là sử dụng những công cụ này để hỗ trợ cho cái quá trình chạy AdWords nó tốt hơn. Nói thế chứ nếu mà các bạn không có công cụ, các bạn rất là khó để làm. Thí dụ như là từ khóa là gì, từ khóa đấy cạnh tranh nhiều hay ít, đúng không ạ? Và họ truy cập vào web, họ vào nhiều hay ít, họ vào lâu hay chấm, đúng không ạ? Họ mua hàng hay không, thì tất cả mọi thứ này đều phải sử dụng đến cái bộ công cụ mà Google người ta cung cấp cho. Và các bạn biết là Google AdWords thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều các công cụ bổ trợ, bao gồm là Google Analytics, đúng không ạ? Có thể là GMC, là Google Merchant Center, tức là tạo ra các tài khoản Google AdWords cấp dưới, mình phân cấp nó ra để mình chạy. Đấy, hoặc là công cụ lập kế hoạch từ khóa là cho phép mình lập cái kế hoạch từ khóa đó để mà mình lên cái danh sách và cái kế hoạch, cái nhóm từ khóa mình sẽ chạy, đúng không? Đấy, công cụ hiển thị dành cho người làm hiển thị là xem trước và chuẩn đoán quảng cáo, tức là preview đấy, mình xem. Đấy, thì từng cái công cụ này tôi cũng sẽ mở ra cho các bạn xem nhá. Vâng. Và tất nhiên tôi sẽ có những cái một số những cái bài video tiếp theo để hướng dẫn từng cái công cụ này chi tiết hơn, được chưa? Đấy, ví dụ như là conversion tracking, tức là công cụ này công cụ đo lường chuyển đổi. Thì muốn đo lường được chuyển đổi thì đầu tiên là mình phải cài đặt pixel để mình đo. Đấy, mình phải cài đặt được. Thí dụ như là nó vào web của mình. Đấy, mình theo dõi nó vào web. Mình chọn, đúng không? Đấy, tôi sẽ giới thiệu sơ sơ như này, ứng dụng hoặc là để lại form. Đấy. Thế còn ở đây là gì? Cái công cụ này là công cụ phân phối, đúng không ạ? Thì nó cũng cho phép mình là gì? Ở đây tôi sẽ zoom lại một chút để mình đo lường những cái chuyển đổi, những cái hoạt động thiết bị chéo, đường dẫn. Đấy. Để phân tích nhấp chuột để làm sao để cho mình có được những cái thông tin để mình ra quyết định là cái chiến dịch của mình có chạy có tốt hay không. Đấy. Thế còn Google Analytics, đúng không ạ? Google Analytics là một cái công cụ mà nó sẽ đo lường những cái hoạt động của người dùng, của một internet user truy cập vào trang web của bạn, họ làm gì. Ví dụ như là time on site, tức là thời gian mà họ ở trên web của bạn bao lâu, rồi thì họ vào, họ làm gì, họ đọc bao nhiêu page view, họ thoát ra bao rate là bao nhiêu phần trăm, họ vào bằng thiết bị gì, Mac hay là Windows đời 5, 6, 7, 8 hay 10, đúng không ạ? Họ vào bằng di động những cái phiên bản nào, kiểu như thế. Thì nó thống kê hết cho mình ở đây. Đấy, bao gồm là gì? Ngôn ngữ, quốc gia, thành phố, trình duyệt hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ. Mình nhìn vào đó để mình xem là tôi chạy quảng cáo để đưa khách đến web, nhưng mà vào web khách họ không thích, họ không mua, họ không ấy, thì chứng tỏ là gì? Mình chạy, càng chạy mình càng mất tiền, bởi vì mình không hề tối ưu trang đích. Lúc đó mình sẽ phải quan tâm đến việc tối ưu trang đích, được chưa ạ? Thì tôi cũng sẽ có một cái video hướng dẫn sơ lược cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ
cài đặt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa Google Analytics vào website và chúng ta sẽ thống kê. Đấy, giống như là tôi làm cho cái thương hiệu của chúng tôi là CrowdK, đúng không ạ? CrowdK là một cái website mà của hãng giày dép trẻ em mà chúng tôi phát triển cũng rất là lâu rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Cái thương hiệu này cũng có hơn 20 cửa hàng và tôi cũng tự hào là cái người mà đồng sáng lập cùng với cái thương hiệu này để phát triển nó, nên tôi cũng có rất là nhiều kinh nghiệm về business marketing. Ok, rồi tiếp tục. Xong cái công cụ về Google Analytics rồi thì đến cái công cụ Keyword Planner, dịch ra tiếng Việt người ta gọi là lập kế hoạch từ khóa, đúng không? Thì mình sẽ được biết là cái công cụ này dùng như nào để cho mình tạo ra cái danh sách. Và xin hứa là phần sau, các video tiếp theo là sẽ giới thiệu từng bài cho từng công cụ này để nó chi tiết hơn một chút nhá. Công cụ hiển thị, đúng không ạ? Nó cho mình làm lên các ý tưởng. Đấy. Công cụ xem trước và chuẩn đoán quảng cáo, tức là mình đưa những cái từ khóa vào đây thì họ sẽ dự đoán cho mình và xem những cái mẫu quảng cáo đấy. Nó giống như phần preview để xem là mình, nếu như mình chạy có ok không nhá. Vâng, thì toàn bộ như vậy, đấy là những cái công cụ Google AdWords họ cung cấp. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tham khảo thêm những cái công cụ như là Google URL Builder. Các bạn search vâng, Google URL Builder đấy, đúng không ạ? Các bạn search như thế. Thì cái công cụ này nó cũng nằm trong bộ Google Analytics, hoặc là chính là cái bộ liên quan đến Google Webmaster. Nó cho mình làm gì? Nó cho mình là tạo ra cái đo lường các đường link. Thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn sau. Nó cho phép mình tạo ra các đường link để mình chạy các chiến dịch và mình đo lường các đường link đó. Mình đưa vào đây, các bạn nhìn thấy. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ này. Raven cũng là một công cụ để làm. Có rất nhiều công cụ hỗ trợ, được chưa ạ? Vâng. Ngoài ra thì ví dụ như test web thì nó sẽ có công cụ ví dụ như là website analysis, đúng không ạ? Google đi. Đấy, thì mình sẽ search thì Google cũng sẽ cung cấp một cái công cụ là cho phép mình phân tích cái trang web của mình. Phân tích ví dụ như là ở cái dạng là PageSpeed, đúng không? Cái dịch vụ PageSpeed, hoặc là cái dịch vụ mà hôm trước tôi vừa dùng ở đây, Google AdWords. Ok. PageSpeed cũng là một cái công cụ rất là tốt để các bạn đánh giá và đo lường để tối ưu trang đích. Thì cái phần tối ưu trang đích tôi sẽ giới thiệu thêm. Đấy, chẳng hạn như cái công cụ đây, các công cụ trong AdWords nó cung cấp ngay bên ngoài đây. Đối sánh khách hàng, lập kế hoạch hiển thị, đúng không ạ? AdWords Editor, rất nhiều công cụ định giá. Cái này là mình xem ngân sách của mình, đúng không? Cách thức hoạt động. Ok. Vâng. Thế thì tôi xin phép được kết luận lại cái video này, là cái video tôi giới thiệu sơ lược, tổng quan về những cái công cụ quảng cáo ở trên giao diện chính của Google AdWords, các cái tab và các cái cách sử dụng. Tất nhiên là mang tính overview, đúng không? Mang tính giới thiệu. Còn từng cái công cụ này thì tôi sẽ có những cái video chuyên sâu hơn. Đấy. Và nếu như mà các bạn đang theo dõi cái chương trình này của chúng tôi thì tôi có thể chia sẻ với các bạn đây là cái cuốn sách là Google Partners Academy, cái cuốn sách mà Google đi đào tạo cho chúng tôi để sử dụng công cụ Google chuyên nghiệp. Đấy, các bạn thấy là cái cuốn sách như này, phần cơ bản nó cũng khoảng độ 220 trang. Đấy, Google Partner thì tôi cũng học cái này mấy năm rồi. Ngày xưa là tôi học trực tiếp Google dạy, đúng không ạ? Này, tiếp tục một cái cuốn nữa là Google Partner Academy, cũng vẫn là cái cuốn này, nhưng mà Google nó dạy là 6 ngày, 2 ngày cơ bản, 2 ngày nâng cao và 2 ngày bán hàng. 6 ngày các bạn nhé, học tại khách sạn đây. Thì các bạn thấy là bài tập tìm kiếm nâng cao. Thì cái cuốn này nó dạy mình rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Làm nào để theo dõi được hiệu suất, báo cáo tối ưu, vân vân vân. Thậm chí là AdWords API. Thì cái cuốn này nó cũng rơi vào chừng khoảng 300 trang. Đấy, bìa của nó là 307 trang. Rất là chi tiết. Thì toàn bộ những cái kiến thức của hai cuốn sách này
qua những kinh nghiệm làm thì tôi cũng sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các bạn. Và các bạn xem chương trình video này và học chương trình này thì các bạn sẽ được tặng kèm hai cái cuốn sách này dưới dạng bản PDF, và cũng giúp cho các bạn học tốt hơn, được chưa ạ? Thế còn cái phần video thì tôi mang tính giới thiệu thôi. Vâng, cuối cùng thì xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.